Hello, chào mọi người, chào mừng mọi người tới với kênh YouTube Yogi Mom. Mình là Thương, mình sống ở Hội An và dạy yoga online. Nếu bạn muốn biết thêm về các thông tin khoa học và cuộc sống ở Hội An thì tham khảo trên cái website của mình nha. Nào, trẻ thảm và mình cùng tập bài hôm nay. Hôm nay chúng ta sẽ tập một cái bài yoga ngắn cho buổi sáng, giúp bạn đánh thức lại cơ thể, mang lại sự tỉnh táo, sự thoải mái cho cơ thể để bắt đầu một ngày làm việc nha. Nào, như thường lệ hãy ngồi lên giữa thảm của mình. Ngồi trong tư thế mà bạn cảm thấy thoải mái và dễ chịu nhất, với hai bàn tay úp lên gối hoặc là để ngửa lên đầu gối. Ổn lấy lồng ngực mở về phía sau. Đẩy cái vùng bụng dưới vào trong một chút. Lúc nào cũng có xu hướng là xít xít cái bụng dưới vào một chút. Đặc biệt là bạn nữ sẽ làm cái bụng mình phẳng hơn nha. Nào, mở nhẹ lồng ngực, nhắm mắt lại nào. Ngồi vào vị trí thật thoải mái và dễ chịu. Nào, để ý vào hơi thở của mình. Hít sâu. Thở ra dài. Nào, chậm rãi lại. Hít thở chậm hơn và đều hơn. Cảm nhận vào hơi thở của mình. Và mang cơ thể mình cảm nhận vào hơi thở luôn. Vùng bụng và lồng ngực hơi phập phồng. Mỗi khi mình hít vào và thở ra. Gương mặt mình thoải mái, dễ chịu. Ý thức của mình trống rỗng, thư giãn. Hít vào, mang năng lượng lên gương mặt của mình. Đợi hết khi mình thở ra. Một lần nữa, hít sâu, mang sự tươi tắn, thoải mái lên gương mặt. Mình thở hết ra và mở mắt ra. Nào, xoa nóng hai lòng bàn tay của mình lên, chà sát với khi cảm thấy thật nóng. Nhắm mắt, úp nhẹ hai lòng bàn tay, lắng nghe hơi nóng từ lòng bàn tay lan lên hốc mắt của mình. Rồi nhẹ nhàng gỡ hai tay, mở mắt ra và úp hai tay xuống gối trở lại. Nào, bắt đầu bài tập hôm nay. Lắc lư nhẹ, đung đưa nhẹ vùng lưng trên, vùng thân trên của mình. Nào, mình sẽ xoay nó thành vòng tròn, úp về trước, để qua phải, ra sau, vẽ về trái, rồi lại úp về trước ha. Mình làm cái vòng tròn của mình biên độ rộng ra, cái chu vi của nó rộng. Nào, sát về các hướng khác nhau. Vừa xoay vừa cảm nhận vào lưng, vào vai. Nào, mình xoay theo hướng ngược lại. Nào, hai vòng nữa nha. Sau khi kết thúc, mình sẽ ngồi thẳng lưng, dang ngang hai tay. Nào, nhìn lên, vươn hai tay lên trời. Hai tay chắp lại, hạ về trước ngực, thở ra. Và lặp lại liên tục 5 lần nha. Hít vào. Thở ra. Hít. Hít.
Vươn vai. Thở. Hít vào. Thở ra. Một nhịp cuối. Vươn lên. Và hạ xuống. Thở ra. Nào dang rộng hai chân của mình, rộng theo khả năng của mình. Có thể bạn chỉ ngồi được ở chữ V thôi, có bạn thì dang hẳn ra hoàn toàn. Mình dang trong biên độ vừa phải mà mình cảm nhận thoải mái. Nào đung đưa nhẹ lưng. Nhìn gót chân của mình chạm xuống, nhìn mạnh xuống xuống mặt thảm nào. Từ vị trí này, vươn dọc hai tay về trước, vươn lên. Mình sẽ nghiêng về phải và bắt cái tay phải qua eo bên trái này. Nghiêng người qua. Nâng lên, nhìn theo tay trên trời. Nghiêng qua bên kia ha, tay trái qua eo, kéo qua lưng. Hít vào lên. Thở ra. Hít vào vươn lên. Đổi bên, thở ra. Vươn vai. Thở ra nhìn qua trái. Vươn vai. Thở ra nhìn qua phải. Tiếp tục lên. Nhìn qua trái. Vươn lên. Nhìn qua phải của mình. Một vòng cuối cùng. Vươn dài. Nghiêng và nhìn qua trái. Sau đó vươn và nghiêng nhìn qua phải của mình. Về giữa trở lại, vươn lên. Và lần này mình sẽ đập hai cái tay vào sau lưng của mình này, đập chạm hai tay và đưa về sau lưng này. Một, đưa lên trời. Mình xoay về bên này cho mọi người nhìn thấy nhá. Hai tay trên trời này, đập vào chạm sau. 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Vươn lên. Sau đó mình cúi nhẹ về trước nha mọi người. Mình có thể chồng tay rạp xuống nếu bạn nào dẻo dai. Nếu mình còn cứng quá mình hãy chồng ở phía trên này. Rồi đung đưa nhẹ nhàng. Rồi bò bò tay dần dần về phía trước. Nào lắc lư nhẹ nhẹ. Đung đưa nhẹ nhẹ vai và lưng. Nào nếu mà bạn nào vào sâu hơn, hãy vào sâu hoàn toàn. Nào, một hơi sâu và mình chống tay, nâng người ngồi lên. Về chiều dọc của tấm thảm, mình khép hai chân của mình về trước. Mũi chân và gót chân chạm vào nhau. Nào, lưng thẳng, vươn hai tay lên trời. Hít vào, cúi gập về phía chân của mình nào. Bắt lấy bàn chân hoặc là cổ chân. Cúi xuống nhẹ nhàng, thở ra. Lặp lại. Vươn vai. Hít vào. Cúi gập về phía chân, rạp xuống, thở ra. Tiếp tục nào. Hít vào. Thở ra. Hít vào. Thở ra. Một nhịp cuối. Vươn vai. Thở dài. Sau đó vươn lên. Nào vặn về bên phải của mình bằng cách đánh cả hai tay về phía sau này. Chạm xuống sàn. Xoay mặt vặn lưng cúi người về phía sau. Quay trở lại. Vươn hai tay.
hướng lên, mình vặn về bên trái nào, hai tay chống qua trái, xoay vai, xoay lưng, vặn về trái. Rồi trở lại, vươn hai tay lên và gỡ hai tay của mình. Mình đẩy về tư thế 4 điểm nha. Hai cái đầu gối đưa về sau, hai bàn tay chống vuông góc. Lắc nhẹ, nhẹ lưng, hông và vai. Nào, vai tư thế con bò và con mèo nha. Hạ vùng eo xuống, hít vào. Cuộn tròn lồng ngực lại, thở ra. Hít vào tư thế con bò. Cuộn lại tư thế con mèo. 3 Hở ra. 2 Cuộn nào. Nhịp cuối. Và mình cuộn tròn. Sau đó quay về vị trí trung tâm. Mình từ vị trí này, mình thả mông ngồi về phía sau, ngồi lên gót chân và thẳng lưng. Hít vào và thở dài. Từ vị trí cuối thảm này, mình sẽ đứng lên đầu gối và vươn tay ngửa người về phía sau 5 nhịp nha mọi người. Mình chạm hai đầu gối, mình khép vào. Hai tay duỗi theo người nè, lồng ngực mở và ưỡn ra. Nào, bắt đầu nhịp đầu tiên nè, đẩy tay về trước, đẩy hông về trước, vươn lên, hạ xuống, thở ra. Nhịp thứ hai, hít vào, hạ xuống, thở ra. Hít. Hít vào. Nhịp cuối cùng, lên và hạ xuống, thở ra. Bò về đầu thảm, chạm tay trong tư thế chó úp mặt, đẩy hông và duỗi lưng về phía sau. Bám bàn tay đung đưa nhẹ hông và vai của mình. Nào, từ vị trí này, đá chân bên phải lên trời. Bước chân phải ra ngoài tay phải, giữ hông chắc này, vươn tay phải lên trời, nhìn lên. Hạ tay phải xuống, đá chân phải lên trời, trở lại duỗi cao về phía sau. Lặp lại, chân phải bước ra ngoài, tay phải vươn tay phải lên trời. Chạm tay phải, rút chân về sau, duỗi ra. Tiếp tục nha, lên, vươn tay, chống tay, đá về sau. Lên, vươn tay, chống tay, đá về phía sau. Nhịp cuối cùng, bước lên, vươn tay phải, chống tay, đá về phía sau. Sau đó chống mũi chân phải xuống sàn, về lại tư thế chó úp mặt. Mình lặp lại tương tự cho chân bên trái. Đá chân trái lên, bước ra ngoài tay trái, vươn tay trái lên trời. Hạ xuống, bước về sau. Tiếp tục nào, lên, vươn tay. Hạ xuống, bước về sau. Về phía trước, vươn tay. Chống tay. Bước về phía sau. Một vài nhịp nữa nào, lên. Về sau. Và bước lên. Vươn tay. Hạ tay. Đá về phía sau. Và hạ xuống trong tư thế chó úp mặt. Lắc lư nhẹ vai và lưng. Lắng nghe sự thoải mái, dễ chịu.
Từ đây nào, vươn vai về tư thế tấm ván, hạ gối, ngực cẳng trườn lên, rắn hổ mặt, trả về phía sau, chỗ úp mặt, thở ra. Lặp lại, vươn về phía trước, hạ gối, ngực cẳng, bạn hạ hẳn ngực nha, lên và trả phía sau, chỗ úp mặt. Tại mình có cái mic ở phía trước ngực á, nên cái phần ngực mình không hoạt động chắc được, không chạm về trước được. Vòng nữa nào, vươn về, hạ gối, hạ ngực cằm, vươn vai, rắn hổ mang và trả về tư thế chỗ úp mặt, chạm ra sau, đung đưa vai, đung đưa lưng nhẹ nhàng. Mình hạ đầu gối, chạm mũi chân, lùi mông về tư thế em bé, trán chạm dưới sàn. Nhắm mắt lại và thở sâu. Hai tay chống về gần gương mặt, đẩy người lên và khép đầu gối lại. Mình ngồi thẳng lưng lên. Nào, dang ngang, vươn hai tay nhìn lên trời như động tác ban đầu đó. Hai tay chắp hạ trước ngực, thở ra. Lần nữa nào, dang ngang, vươn hai tay lên, hít vào. Chắp tay hạ trước ngực, thở ra. Namaste. Cảm ơn bạn đã tập cùng Thương trong cái bài tập ngắn vừa rồi. Là một bài tập ngắn giúp bạn đánh thức cái cơ thể vào buổi sáng rất là tốt nha. Mình không tập quá mạnh hoặc là cường độ quá cao vào lúc mình vừa mới ngủ dậy mà chưa khởi động cậy. Thì mình chỉ tập vừa phải như vậy thôi. Tạm biệt và hẹn gặp mọi người trong video lần sau. Nếu bạn muốn biết về các khóa học của mình, hãy click vào website yogimomvn.com để xem thêm. Tạm biệt, hẹn gặp mọi người. Bye bye. 9 10 vươn lên rồi gỡ tay ra. Ôi ơi sao vậy?